谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhờ Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IPC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Phật tử Nhờ Khiếu Hạnh. Hôm nay con đi học về, con thấy khỏe không? Dạ, con khỏe, con cảm ơn Thầy. Con thầy học cũng tốt, không? Thầy cảm ơn con, Thầy cũng khỏe. Dạ. Đạo Phật xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Kính bạch Thầy, trong kinh Tạp A Hàm số 497, Đức Phật dạy khi cử tội có 5 pháp tâm an trụ, xin Thầy hoan hỷ giảng về lý do tại sao Đức Phật đã dạy về kinh này ạ. A Di Đà Phật, thì cái kinh số 497 trong kinh Tạp A Hàm, như là cháu Jesse Thảo Vi Nhật Hữu Hành đã hỏi đó, thì thưa quý vị, cái lý do mà Đức Phật đã nêu lên 5 pháp lợi ích khi mà chúng ta muốn cử tội một người nào đó là bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất còn được nghe là tôn giả Xá Lợi Tử, tức là ngài Sariputta thưa thỉnh Đức Phật phải hội đủ bao nhiêu pháp lợi ích thì người cử tội mới có được cái sự an tâm. Chúng ta biết rằng là ngài Xá Lợi Tử là một cái bậc đại trí trong hàng thanh văn. Khi còn trẻ thì tôn giả Xá Lợi Tử thuộc cả 14 cái bộ kinh lớn của Bà La Môn. Lúc bây giờ chỉ có 8 tuổi thôi. Và khi mà ngài đăng đàn để biện luận, dù những học giả lỗi lạc nhất thời bây giờ cũng phải khâm phục, biện tài vô ngại. Và lớn lên thì tôn giả Xá Lợi Phất trở thành một người rất là nổi tiếng. Nhưng mà một hôm nọ đó, ngài gặp tôn giả Mã Thắng là đệ tử của Đức Phật đang đi khất thực. Ngài thấy cái oai nghi của tôn giả Mà Thắng rất là đáng kính, cho nên tôn giả Xá Lợi Tử rất là ngạc nhiên, hỏi chứ ngài từ đâu đến, ngài tu cái pháp gì, thầy của ngài là ai. Thì lúc bấy giờ tôn giả Mà Thắng mới nói rằng là thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi được tôn giả Xá Lợi Tử hỏi Đức Phật đã dạy cái gì, thì tôn giả Mã Thắng đã đọc một bài kệ nói về vấn đề nhân duyên, nói về vấn đề duyên khởi, chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Khi mà nghe tôn giả Xá Lợi Tử lặp lại những lời dạy của Đức Phật, thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Tử, khi mà nghe tôn giả Mã Thắng lặp lại lời dạy của Đức Phật, thì ngài Xá Lợi Tử đã rất là hâm mộ, cho nên đã tìm đến Đức Phật và xin xuất gia quy y.
Thì thưa quý vị, cái cuộc đời của Ngài Xá Lợi Tử có nhiều việc rất là giá trị để có thể chia sẻ. Nhưng mà khi có dịp nói về cuộc đời của Tôn giả Xá Lợi Tử thì chúng tôi sẽ chia sẻ sâu. Bởi vì Ngài cũng phát tâm nhập Niết Bàn trước ngày Đức Phật thị tịch. Bởi vì Ngài không muốn chứng kiến, sau khi mà chứng kiến cái chết của Tôn giả Mục Kiền Liên vì ngoại đạo. Và nghe Đức Phật sắp sửa thị tịch Niết Bàn thì Ngài đã thị tịch trước Đức Phật để không phải chứng kiến cái cảnh mà Ngài nghĩ rằng là rất là buồn. Thì trở lại câu hỏi của cháu Jesse Thảo Vi, Nhật Hữu Hành. Thì Tôn giả Xá Lợi Tử đến nơi Đức Phật. Và Đức Phật lúc bây giờ đó đang ở tại Kinh Đô Xá Vệ, ở tại Vương quốc Kiều Tất La. Và trong rừng theo kinh, trong rừng cây Kỳ Đà và vườn Cấp Cổ Độc. Này, chúng tôi muốn kể cái sự tích này một chút để chia sẻ với quý vị. Thực ra thì cái khu vườn này được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Lý do có cái tên dài như vậy là vì lúc bây giờ trưởng giả Tu Đạt Sutta rất là hâm mộ Đức Phật, thường đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và ông phát tâm muốn xây cất một cái tinh xá, một cái tu viện để cúng dường Đức Phật. Sau khi được Đức Phật hoan hỷ chấp thuận thì ông đã đi tìm một cái khu đất để mà tiến hành cái công việc xây cất. Sau một thời gian tìm kiếm thì ông đã tìm thấy một vườn cây rất là đẹp. Vườn cây đó do thái tử Kỳ Đà là con của vua Ba Tư Nạc làm sở hữu chủ. Và hai bên gặp nhau thì ông muốn mua cái khu vườn này. Nhưng mà thái tử Kỳ Đà thì cũng không muốn bán. Do vậy mà ông chỉ nói đùa, không nói rằng là nếu ông có khả năng mà trải hết cái khu vườn này bằng vàng thì tôi sẽ bán cho ông. Nhưng mà không ngờ trưởng giả Tu Đạt trả lời ngay rằng là ngày mai tôi sẽ đem vàng để trải hết cái khu vườn này. Và ông thực hiện đúng theo những gì mà ông đã tuyên bố. Nhưng mà khi trải vàng khắp cả cái khu vườn thì lúc bấy giờ trưởng giả Tu Đạt đứng ngẩn ngơ. Lúc đó thì thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng là có lẽ thiếu vàng, cho nên ông có những cái băn khoăn, có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi hỏi thì trưởng giả Tu Đạt trả lời rằng là tôi đang suy nghĩ trải hết cái số vàng trên đất thì tôi có thừa khả năng, nhưng mà những cái gốc cây thì làm sao có thể trải vàng được. Thì lúc bây giờ đó, thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên không biết là lý do gì mà ông đã phát tâm rộng rãi như vậy. Hỏi ra thì mới biết rằng là trưởng giả Cấp Cô Độc, ông là tên thật là Tu Đạt, nhưng mà vì ông cấp phát, ông giúp đỡ cho những người cô đơn, nghèo, đói, đầy đủ, cho nên mọi người đã tôn ông và tôn trọng và gọi ông là Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả là một cái đại gia ngày xưa. Thì khi mà được trưởng giả Cấp Cô Độc cho biết mua cái khu đất này, mục đích là để cất cái tinh xá cúng dường lên Đức Phật, và ông đã nói về những cái
đời sống rất là đáng tôn kính của Đức Phật, nói về những cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Cho nên Thái tử Kỳ Đà cũng đã phát tâm luôn đó. Như vậy thì đất thuộc về ông, cây thuộc về tôi, cả hai cùng nhau để cúng dường lên Đức Phật. Cho nên khu vườn đó mới có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, viên là vườn. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đến lễ Phật và thưa thỉnh với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, nếu tỳ kheo cử tội, muốn cử tội người khác khiến cho tâm an trụ, phải có bao nhiêu pháp mới được cử tội người khác? Thì thưa quý vị, Đức Phật đã dạy: nếu tỳ kheo khiến tâm an trụ, phải có đủ 5 pháp mới được cử tội người. Mà không có đủ 5 pháp lợi ích này mà cử tội người khác, con biết cử tội là cái gì không? Dạ không. Cử tội tức là mình nêu cái sai lầm của người khác lên đó. Ví dụ như bây giờ con thấy một ai đó có những cái lỗi lầm gì, thì con muốn nói cái lỗi lầm của người đó ra, gọi là cử tội. Tức là nêu cái tội lỗi, cái sai lầm của một người nào đó, gọi là cử tội. Thì theo lời dạy của Đức Phật đó, qua cái sự thưa thỉnh của tôn giả Xá Lợi Tử, thì mình muốn cử tội một cái người nào đó thì mình phải có đủ 5 pháp lợi ích thì mới mang lại cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà cử tội người khác mà thiếu những cái pháp lợi ích thì nó sẽ không đưa dẫn đến những cái kết quả tốt đẹp. Con hiểu đó phải không ạ? Dạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng